Khi thực hiện hành vi phạm tội, ánh sáng của lý trí đã bị che mờ bởi dục vọng về vật chất. Những hệ lụy, hậu quả phía sau cũng bị cuốn trôi bởi quyết tâm phạm tội đến cùng. Có phạm nhân biết việc làm của mình sẽ gây ra thất vọng cùng cực cho nạn nhân, cho người thân của họ, nhưng bản thân lại không đủ sáng suốt để dừng tay. Khi mà ví dụ như xem tivi chẳng hạn, thấy những đứa trẻ con khác là có bố mẹ bên cạnh hoặc là được chăm sóc thì bản thân tôi cũng thấy chạnh lòng. Mặc dù mình là bố thật nhưng mình đẻ con ra, mình cũng không chăm sóc được. Khi bị bắt thì chúng nó cũng vẫn còn nhỏ. Cả quá trình lớn lên từ tuổi thơ, từ lớp 1, lớp 2, cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì đều không có bóng dáng bố ở bên cạnh. Tội nghiệp hơn cả khi những đứa trẻ có dài tuổi thơ ngắn ngủi, trong trẻo cũng phải theo chân cha mẹ chịu cảnh tù tội. Họ biết nói gì với con mình ngoài hai chữ xin lỗi khi đã nhúng vào ký ức của chúng những điều không ai mong muốn. Cố gắng khắc phục, vừa chăm con một cách tốt nhất, phải vừa hoàn thành công việc của cán bộ giao. Con ra thì tôi nghĩ là mấy tháng nữa thì cũng chấp hành án xong rồi cũng về để lo cho con. Khi chấp nhận những tháng ngày cải tạo dài đằng đẵng, tưởng như không thấy ngày về, họ mới chợt nhận ra chính mình đã đóng đinh vào bản án mà không ai khác, người thân trong gia đình phải gánh chịu.